hai đứa đây chứ. Quán là 20 tiền là bao nhiêu tiền trái? Đúng rồi, 108. Rồi này chỗ khác anh trả đó đây chưa? Rồi mọi người đi bộ xuống đây đi qua cổng tàu luôn nha. Rồi chú Lâm ăn xong sao? Mình ăn 3 ly cũng được. Mọi người ơi, anh em chọn khu vực này ta tham gia tự do luôn nha, đúng 9 giờ rưỡi mình lên xe. Đi xe ra cổng tàu bò nữa nè, bộ xe lên cổng tàu bò nè. Đi cổng tàu bò đi. Đây, anh đi mua đứa làm cho coi này nha, 70 bên trái. Mua cho mọi người đi. Đẹo mày, sao ngay. Đi cổng tàu bò đi. Đừng có xạo tôi đó trời, tôi chụp đó trời. 50 năm trước lúc đó là Lý Sơn chưa có mình hay ra đâu. Có còn lên nữa không? Ăn ngạp kiểu gì anh Ngọc em kiếm ơi.